Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng quý vị và tất cả các bạn đã quay trở lại với chuyên mục tư vấn chọn gói siêu thị điện máy HC Hải Dương. Ngày hôm nay, mình xin giới thiệu tới tất cả các bạn một dòng sản phẩm máy giặt lồng ngang của LG hiện đang được bày bán với mức giá ưu đãi nhất, phân khúc 8,5 kg, tên model là FV1408F4W. Mời tất cả quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về dòng sản phẩm này nhé. Đây là loại máy giặt cửa trúc lồng ngang, khối lượng giặt là 8,5 kg. Động cơ chuyển động trực tiếp giúp máy giặt hoạt động bền bỉ, vận hành êm ái hơn, giảm rung, giảm ồn, chế độ giặt nhanh 30 phút, tự động giặt nước nóng. Thiết kế 2 trong 1 hiện đại, gam màu trắng sang trọng, cửa kính từng lực mềm và thanh lịch, cần năng bằng nhất không gì hợp vệ sinh. Ngoài ra, LG cũng áp dụng một số công nghệ hiện đại, nâng tầm sản xuất máy giặt của LG nói riêng và máy giặt lồng ngang nói chung. Để như sau, LG áp dụng công nghệ IDD thông minh, công nghệ này không chỉ phát hiện trọng lượng mà còn cảm nhận độ mềm của vải và tự chọn các chủ động cứng cho vải. Công nghệ LG Skin thông minh hay còn gọi là công nghệ hơi nước giúp loại bỏ 99.9% các chất dị ứng. Tính năng điều khiển từ xa qua ứng dụng Smart ThinQi, máy giặt của bạn sẽ thông minh hơn từ việc vận hành đường giặt từ xa đến việc tải xuống chương trình làm bổ sung, dễ dàng tương tác với máy giặt và chương trình cải tiến mới nhất, được kết nối với Wi-Fi. Trên đây mình đã giới thiệu một số tính năng cơ bản của model FV1408F4W. Sản phẩm đã được bày bán tại siêu thị điện máy HC với mức giá hấp dẫn nhất. Hãy nhấc máy lên và gọi điện cho chúng tôi theo số điện thoại bên dưới màn hình để được tư vấn kỹ hơn về sản phẩm. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong các video tiếp theo.